Chào các bạn. Thì bây giờ tôi đang nhúm than nè. Nhúm than trong cái lu này. Để mà làm con gà nướng lu. Làm hôm trước làm chuột nướng lu, vịt nướng lu, giờ tới gà nướng lu. Thì mấy đợt trước là đốt than ngoài. Thì bỏ nó vô thì nó hơi lâu. Cái này đốt trong cái lu luôn. Cho cái lu nó nóng lên trước, làm cho nó nhanh. Hay là mấy đợt trước đốt cái lu thì nó không sao đó. Cái này hy vọng cái lu cũng không sao. Ấy da, nóng quá. Ồ, cái lu mình nóng dữ rồi các bạn ơi. Rồi đem gà xuống nước được rồi. Này hy vọng mình làm con gà nướng lu này nó ngon ngon nha. Này có gũ thanh niên rồi đó nè. Lại chơi. Thì hôm nay làm gà nướng lu là làm một cái video món ngon ngon để cảm ơn các bạn đã subscribe kênh, bạn đã đăng ký kênh của mình, đã hơn 100.000 lượt đăng ký rồi. Thì tới hôm nay mới có dịp làm một cái món để cảm ơn các bạn. Thì cũng chỉ làm để các bạn xem thôi chứ các bạn cũng không có thưởng thức được, chỉ thưởng thức qua hình ảnh thôi. Nhưng mà cũng là một món. Con gà mình thì mình mần sạch giống như mấy con gà trước nè các bạn. Gà này là gà trống à, ngọc kê bự trà bá. Đây là con gà bự bự nướng ăn cho nó đã, có niềm vui mà. Thì gia vị ướp rồi mình làm cái gia vị nó cũng rất là quen thuộc, không có gì lạ hết á. Thì có củ hành với củ tỏi đâm ra nè, với sa tế, với lại hạt nêm, với thêm một chút xíu cái gia vị mà làm thịt xá xíu á. Thì gia vị làm thịt xá xíu các bạn ra ngoài tiệm tạp hóa hay gì đó các bạn hỏi là có bán à. Giờ mình trộn đều cái này lên, nay ướp cho nó nhiều vô ăn cho nó đã. Cái gói gia vị thịt xá xíu á, ướp là vừa ăn luôn à. Nếu mà bạn nào muốn làm giống như gà quay vịt quay á, thì ngoài chợ nó cũng có bán cái gói gia vị làm vịt quay luôn nữa. Mua về mình ướp là y gan như vịt quay người ta bán ngoài tiệm vậy đó. Đó, nửa chén đồ ướp. Ướp ở trong đây rồi tha đều ngoài nữa, cho nó đều nó ngon. Cái này thì ướp khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ ha, đem nướng. Giờ là giấc trưa. Ướp rồi xế xế nướng cho nó thấm đều, với lại giấc đó nướng rồi nhậu nó cũng hợp lý hơn nữa. Chứ thôi mới giữa trưa mà nhậu kỳ quá. Cái này ướp phải dùng tay tha đều nó mới thấm đều được. Ta đầu bếp chuyên nghiệp, người ta cũng dùng tay không chứ không ai mà dùng cái gì mà để ướp nó ngon hết chứ. Tha đều lên con gà vậy nè. Mình thì không có chuyên nghiệp nhưng mà mình không có dụng cụ gì thì mình cũng làm vậy thôi. Ướp này hồi nướng lên màu đẹp lắm. Rồi, để đây ướp đi. Đi chuẩn bị mấy thứ khác. Con gà mình ướp hồi nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi. Đang đợi than thôi. Để nướng đó. Tận dụng cái móc mà làm món vịt nè. Để đi đi. Lù nóng dữ rồi đó. Mà chưa hết lửa mình chưa để vô. Để vô con gà nó cháy à. Ra ngoài vườn ngoài có chỗ này là mát à, có gió nữa, ở phía sau cũng mát nữa nhưng mà nó không trống chảy. Mấy trái xài này hôm bữa mình úp nồi cái thịt heo á,
mà nó không ảnh hưởng gì hết, đốt lửa quá trời luôn mà không ảnh hưởng. Ăn xài không tốt? Ăn à? Ăn không? Ăn ăn hải. Xài này cũng chua rồi nha. Ăn đi, đợi hồi lát ăn gà. Ăn thằng xài mà không cần dao là vậy. Cắn hồi mỏ sưng lên, ngủ không. Tứ quý chua dữ mà. Thầy tứ quý chứ phải xài đường đâu mà không chua. Mấy anh em đang chuẩn bị nướng gà, đại lửa lâu quá. Làm trái này trước. Mía nè. Thôi không ăn mía đâu. Muốn ăn cũng không có đâu ăn nữa. Chồng mới lên đòi ăn. Thì ra gần mới xong nè. Trước nhà là có con sông bự lắm. Tháng này là gió quá trời mát luôn á. Đó. Xà lan chở dầu chạy ngang đó. Nước đang lớn. Thì quay vòng vòng cái mấy cảnh rồi này kia cho các bạn xem. Chứ cái món gà nướng lu này thì mình bỏ vô cái lu rồi từ từ nó chín thôi, chứ cũng không có cái gì chế biến ghê gớm lắm. Quan trọng là mình canh á, đừng bị khét á, khi mình ướp á. Với lúc thưởng thức nữa, tính ra là hết luôn, từ đầu tới cuối. Đó, khoan gần được rồi. Làm còn cũng có lý quá ha, chua chua mà làm cũng hết rồi ha. Ngon. Gió mát quá. Gió này thả diều rõ lắm mà. Gió này nhậu chứ thả diều gì. Còn trúng gió mà. Thì hồi lát đừng ăn, đừng ra nhậu nha. Lát bịch. Lát hết gió ha. Nè, để cho các bạn xem rõ. Mình dẹt than ngay vòng vòng rồi nè. Mình chừa cái lỗ trong giữa này nè. Để con gà chỗ này. Nó không có bị cháy con gà, với lại là than nó cũng không có bị nước gà nhiễu xuống tắt nữa. Thì nay mình nướng mình không cần đậy nắp đi chân á, để trần như luôn nè. Để cái xác này lên, móc con gà vô thôi. Thanh niên kia nói xào chua chua mà quất hết trái xài luôn rồi đó, y như làm dịch chứ. Bạn nào chưa xem clip dịch thì nhớ vô xem nha. Đó, gà mình ướp đã thấm dữ lắm rồi, giờ để vô thôi. Gà này gà trống, hai cái đùi đã không. Đó, gà này nướng ăn đã lắm. Đó, không có chạm với đáy nồi, ở đáy lù. Gà nướng lu là vậy đó. Ê, còn cục than này cháy quá vậy. Nó nguy hiểm lắm. Để giờ nó qua bên này. Giờ tới đâu cháy tới đó, ác đồ thiệt chứ. Kệ đi, nào khác tính tiếp. Lửa quá vậy, gió còn lửa. Ừ, tại gió, gió. Lu này giờ nó nóng, đụng vô là phỏng cái tay luôn á.
mọi người đang cùng chờ đợi thành quả nè. Này mình nướng hồi lát mình chở nó đầu nó lại chứ không thôi là ở trên nó đâu có than đâu, nó đâu có lửa đâu chín. Phải chở lại mới được. Chở lại nó mới ngon. Sau vài phút mà mình nướng á thì cái phần phía dưới nè nó đã vàng lên này. Giờ mình lấy ra mình mới chở đổi chiều lại nè, cho cái đầu nó xuống dưới, phần ức nó xuống dưới để cho nó chín đều chứ không thôi hồi phần ở dưới chín trước cho anh sống và chở mới được nha các bạn. Cái mùi thơm khủng khiếp luôn á, quá đã luôn. Cái này dám ngon hơn cái con vịt bữa hổm lắm ạ. Thanh niên này chịu không nổi làm chén mắm đường rồi. Chén mắm đường thấy ghê không? Có mấy miếng ớt rồi. Mắm đường này phải lấy đồ bào mỏng ăn mới ngon. Dạ chiến mà. Làm mắm đường rồi không dám bào nữa. Làm mắm đường nó dễ mày. Nó gà mình nãy giờ muốn được rồi nè, quá đã luôn. Dở lên thử coi đó. Sôi lên rồi, bữa nay cái lu đủ nóng, nướng rất là nhanh. Hấp dẫn lắm, nhìn thấy thèm rồi đó. Thì mình quay video nè là mình tự quay tự làm cho nên là mình ít có xuất hiện trong cái khung hình của video mình lắm. Thì hôm nay làm cái video cảm ơn các bạn cho nên là mình xuất hiện cũng có thấy mặt nhiều rồi, nhưng mà hôm nay là xuất hiện để cảm ơn các bạn. Cảm ơn hơn 100.000 cô chú, anh chị và các bạn đã đăng ký kênh của mình. Thì mình làm video cũng không có nghĩ là lên được cái con số này đâu, nhưng mà nhờ được các bạn, các cô chú anh chị thương á đăng ký kênh của mình thì mình cảm thấy rất là vui và có động lực để làm thêm nhiều video khác nữa. Thì bữa nay làm cái món này để cảm ơn các bạn trước. Chừng nào mà có nút bạc á thì cái nút bạc thì mình cũng không biết chừng nào có nữa, không có gành cho lắm. Thì chừng nào có thì mình sẽ làm video để khoe với mọi người, tại vì cái nút bạc là của mọi người mà, nhờ có mọi người đăng ký mình mới đạt được cái con số đó. Cảm ơn các bạn. Để coi thanh niên này làm cái gì. Nãy mới quất trái xài rồi, giờ quất trái dừa nữa. Ta lên ta múc ca nước mưa đi. Ăn xài rồi phải uống nước mưa mới đã. Gỡ cái màu ra được rồi ông ơi. Gỡ màu sao? Cái gì? Gỡ màu sao? Khuấy vòng vòng hả? Giật cái màu ra. Giật được dữ lắm. Phá không à. Mới lại vừa mệt nha. Ơi con gà của mình nè các bạn, tối đen như mực, thấy gì hết, ngược sáng ngược sáng. Thôi uống dừa đi, thơm gì thơm. Nè nó cháy đen đen ở ngoài nè, nhưng mà mình muốn nướng mà mình muốn nó chín nguyên con vậy á thì phải chấp nhận nó đen xíu thôi. Nè nó cũng đâu có đen lắm đâu, nó đang gõ nước lại. À, rồi lát tôi sẽ làm cho mấy cái đen này nó biến mất, chặt bỏ. Ảo thực à? Ảo thực.
ảo thuật biến mất 1/2 con gà. Trời ơi, nãy giờ chưa ra được nữa. Ra rồi, đợi video tới. Ủa, mày làm mày uống mà tao đâu có quay đâu mà. Thanh niên siết nuốt dao. Nuốt cho vừa. Bộ có lý quá ha. Bự mới đã. Thôi lo con gà chứ không thôi hồi nó cháy nữa. sắp được rồi các bạn ơi. Mùi thơm chịu không nổi luôn. Đó các bạn thấy không? Phần dưới con gà nè. Chín nó trơn rồi, nhưng mà mình muốn để cho nó vàng vàng thêm xíu nữa. Kệ ai nói khét khét không sao. Đó, vàng thật đã không? Để cho con gà nó ráo. Cái này chấm gì ngon Tú? Gà phải muối ớt thôi. Này nướng chấm muối ớt hả? Ừ. Hoài vậy? Gà muối ớt, vịt, mắm gừng. Này gió quá trời gió. Bay bụi chút xíu. Gió này làm than nóng lên hoài. Gà chín lẹ lắm. Mà chín chín lẹ kết hợp với lẹ khác nữa. Như làm chấm ớt ha. Chứ chấm ớt hoài cũng chán, nhưng mà gà thì phải chấm ớt thôi. Ớt chanh, muối tiêu chanh. Ơi, hồi mình làm muối ớt mà bỏ thêm ít cái lá cái gì? Bữa tao mua về trồng nè, cái trúc. Cái trúc hả? Ừ. Trúc trúc châu đốc hả? Ừ. Ừ. Ừ, cái đó là cũng chưa ăn á. À. Lá chanh nó cũng giống như lá chanh vậy. Để hồi lát nướng chín này lên làm muối ớt với lá trúc. Gà của mình nó được rồi các bạn ơi. Giờ để lấy gà đem lên thưởng thức thôi. Đó, gà đã không? Để quay cái túi coi. Đó. Đem ra nắng đi tôi. Để trong đây vừa nắng vừa tối nó không có thấy được. Nè các bạn thấy không? Thịt gà chín vàng tươi à. Quá đã luôn. Đó. Gà nướng lu nguyên cái con. Thơm quá. Quá hấp dẫn. Không có cháy gì hết á. Đó, đã không? Anh em là thưởng thức được rồi. Tôi nói thiệt chứ thằng bạn tôi nó hay lắm. Bữa nào mà có làm món ngon là có nó à. Bữa nay gà quá đã. Đi từ từ Tú ơi, tao quay lại cái. Đi nhanh quá tao quay không kịp. Tao sợ rớt. Hết mùi. Đó. Gà đang tiến vào bàn ăn. Quá đã. Bảo vệ luôn gà. Này các bạn thấy không? Gà nó lên dĩa nè. Gà nướng đẹp không? Vàng hực luôn. Đó, chưa lấy cái móc ra nữa nè. Lấy cái móc ra. Quá đã. Da nó giòn luôn á. Đó, đã không? Cái món gà mà để cảm ơn 100.000 lượt sub của các bạn á, hoàn thành rất là ngon, rất là đẹp. Hy vọng là sẽ càng ngày càng có nhiều người đăng ký kênh của mình hơn nữa. Nhiều người xem các video của mình hơn nữa. Mình làm là mục đích là để cho các bạn xem cho nó vui. Càng nhiều người xem thì
kẹt có nhiều người vui thôi. Này các bạn, thì cái lá này là lá trúc nè, lá trúc An Giang á, mình mua về mình trồng. Thì nó còn nhỏ này, nó cũng giống như mấy cây cam, cây quýt nhỏ này thôi à. Nhưng mà cái lá nó vậy nè, lá nó giống như hai cái lá gắn lại vậy đó. Giờ đâm muối thôi, bỏ này đá vô đâm luôn. Thì cái chén muối ớt mà đâm với lá trúc của mình thì nó ra màu vậy nè, xanh xanh đỏ đỏ trắng trắng vậy nè, mùi thơm lắm. Giờ đem đi thưởng thức gà thôi, quá ngon rồi, thèm quá. Làm vài ly rượu nữa là đã luôn. Giờ mình xé gà thôi. Thì gà nướng vậy á, xé ra thì nó hơi khó, nhưng mà xé ăn thì ngon hơn là chặt. Giờ xé ra, mẹ mình xé ra nè, gà nướng nó đều hết trơn à. Đó, chín tới bên trong luôn, giòn luôn á, da giòn luôn, da giòn khốn rồi, quá thơm. Da giòn quá. Đã. Đây đây đây. Cái đùi thần huyền thoại. Đó, các bạn thấy có kích thích không? Nè, quá đã các bạn ơi. Gà trống này nó bự 2kg, 2kg mấy gì. Nướng đùi quá đã luôn. À, da vàng lên, thơm. Thế à, gà dài quá. À, đã không các bạn? Đùi tỏi nè. Thử đi. Thử à? Dắt chanh vô, dắt chanh vô. Chanh mới ngon. Đây là khách quan nhất, nhận xét công tâm nha. Ừ, trọng tài. Ngon. Thực ra ngọt mà nó còn cái nước ở trong nữa, nó ngọt lắm. Đó, có bộ được quá ha, làm tới luôn Tú ơi. Lỡ rồi. Xé luôn đi Tú. Xé luôn nè. À, đây là có bạn tôi ngủ nó xuống thì chủ yếu nó ăn thôi. Có nó cũng vui lắm. Quá đã các bạn. Xem các bạn có thấy thèm không? Tôi đây là tôi còn thấy thèm nè. Tôi chưa được thử miếng nào chứ. Mở cái tôm 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 ra nè, thử miếng da nha. Thánh, lại thánh. Ấy cờ có phao câu của mày kìa. Ừ. Thánh phao câu không diễn tả được, ngon quá. Thôi để xé lẹ lẹ làm vài ly đi, thèm quá trời thèm rồi. Các bạn xem có bị vấn đề gì xảy ra không, có bị ướt màn hình không? Nhớ là lắm. có thông báo á là ăn no ăn cái rồi hãy lên coi clip. Tôi đang mình đăng video á, thường thường mình đăng giấc trưa khoảng 11 giờ mấy, giờ đó thì cũng ăn cơm rồi, hoặc là chưa ăn cơm thì xem xong ăn cơm cũng được. Chứ để xem mấy cái giờ khác là tội nghiệp. Mà vừa mới tô cơm gì thôi clip còn đã nữa. Ừ. Xem clip, xem video của mình mà phải có cơm. Hoặc là có đồ ăn gì.
gót vài ly làm cho nó ấm bụng ngay. Trong đũa, trong đũa. Ăn đi, mời mọi người ăn đi. Thử tay nghề nha. Giờ cũng chiều rồi. Ngồi ngoài hành lang vậy nè, thưởng thức. Dưới quê nhà, các nhà hay có hành lang vậy lắm. Quay gà xong bệnh luôn. Thôi ly rượu đi. Chúc mừng. Chúc mừng. Chi chi. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mời mọi người một ly rượu và thưởng thức món gà với mình nha. Đó. Quá đã. Nãy xé gà bự quá, giờ gấp không được. Chấm một miếng muối ớt, chanh với lại lá trúc. À. Không công luôn mất tiêu rồi. Quá đã các bạn ơi. Kiếm phô câu cho thánh phô câu mới được. Đâu đâu rồi. Đây 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 đây. Ủa? Hồi nãy có xử trước không ba? Có. Để dành. Nghĩ gì? Không phải. Cái thằng gỗ. Cái lùm. Đây nè, 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 nè. Đây nè. Đó. Trả lại miếng gà nè. Ăn gà bóc tay mới đã. Ừ. Câu nha. Gà trống nè. Mạnh tay dữ vậy anh. Để phát biểu cảm nghĩ anh thế nào anh? Phô câu này nó thịt nó ngọt, nó không có hăng như thịt dê. Ủa gì liên quan gì đây vậy? Không có đủ, không không biết diễn tả nữa. Cảm xúc giờ nó dâng trào quá. Thôi đừng diễn tả là tốt nhất, nói chuyện liên quan quá à. Phụ nữ thì không có nhậu, chỉ ngồi ăn thôi. Ăn cho nó vui, cho nó hao. Hao mồi. Đông tôi vui. Quá mồi. Đông vui nhưng mà hao. Em tôi. Những nhân vật. Những nhân vật rất là quen thuộc với mọi người rồi. Phản diện đầy khá ái và ngây ngất lòng người. Nè, hai thanh niên này nữa nè. Đó. Đây. Đây là cảnh ăn gà. Rất là vui. Rồi. Chào mọi người ha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau. Còn rất là nhiều món ngon đang chờ đợi các bạn xem đó. Nhớ đăng ký kênh mình để xem thêm nha các bạn. Video này là cảm ơn 100.000 được đăng ký của các bạn. Rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.